Hello các bạn, hôm nay mình sẽ review chiếc kéo Nhật. Đây là cái hộp của nó. Rồi, giờ mình sẽ mở ra. Mình sẽ bóc hộp. Đây là sản phẩm một cái kéo màu bạc nha mọi người. Đây. Đây. Kéo cầm rất là nhẹ tay luôn mọi người ơi. Đây. Cắt đã. Ui. Rồi, đã lắm, đã lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử cắt giấy. Sẽ test thử cắt giấy nha. Rồi. Cắt rất là sắc. Rất là ok cho mọi người. Cho một like. Một like cho kéo tốt.